Xin chào anh chị, em là ta đến từ công ty cổ phần chứng khoán MB. Hôm nay sẽ thông báo gói dài hạn margin mở số 8 của MBS sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2022. Rồi cái gói margin này mở số 8 thì trước đây ấy, thì nó vẫn theo cái chính sách cũ ấy, là lãi suất là trong 5 ngày đầu tiên là 6,8% và lãi suất từ ngày thứ 6 trở đi là 14,5%. Thì cái phạm vi áp dụng của các món này là sẽ áp dụng từ là 5 ngày với lãi suất là 6,8% năm này. Nắm giữ 7 ngày thì nó sẽ tính cho 6,8% và lãi suất là 14,5% trong 2 ngày tiếp theo, nên lãi suất bình quân nó chỉ 9% thôi. Đấy, thì cái gói này nó sẽ thích hợp cho mà anh chị thực hiện trading ấy, trading liên tục ấy, thì mình sẽ dùng gói này nó sẽ có lợi hơn gói kia. Còn chương trình áp dụng nó sẽ áp dụng đến 30/6/2022. Đấy, thì mà để mà đăng ký ấy, thì mình sẽ vào trên app MBS Mobile thì nó sẽ có mục là tiện ích này, đăng ký chính sách dịch vụ online và chọn tài khoản 18 và chọn gói margin mở số 8. Ở trên stock 24 thì mình sẽ đăng nhập vào stock 24 và chọn quản lý dịch vụ tài chính và đăng ký chính sách online. Rồi chọn tài khoản 18 và chọn gói margin mở số 8.